Rồi tới chợ bán đồ biển rồi nha cả nhà. Đó, của vùng này á. Cho nên mình đang đi vô nè. Cái mắt vô chuẩn bị đi vô nè. Vô coi có gì ngon rẻ thì mua về chỗ ngủ luộc ăn tiếp nữa. Đi đó, kìa bà đang quay mình vô. Đó. Về vô nha. Trời ốc tươi luôn, tươi với biển đem lên 7 đồng một ký. Trời nó tươi gói luôn không ơi. Con này cho em chép 4 đồng rưỡi. Cua 13 đồng một ký. Ồ, nó còn sống. Tôm hùm 34 đồng. Nó chỉ sống nè. Sống nó sao còn sống á. Tôm hùm 34 đồng thì là rẻ. Thấy không? Cua thì 14 đồng. Cái này. Trời ơi, cá ở biển đem lên luôn rồi, nhìn thấy 6 đồng mấy. Bonjour. Cá ba này 16 đồng ký đô. Cá ba này thì 16 đồng là rẻ nè. Cá ba này ba biển, ngon lắm. À, cái gì 10 đồng ký hả? Con này 10 đồng ký hả? Bonjour. Cá. Đúng không? Đó thì cá luôn. Cá ba này nè, cá ba này là cá ba ở ngoài biển vô á, cá ba này hấp ngon lắm luôn á. Mình không mua được tại không có đồ làm đâu. Cái cá ba này cũng có ăn rồi ở San Malo ngon lắm. Tép 12 đồng. Cáp ô vô lịch xong gam là 40 đồng. Thích chú. Ôi mặt cua vô nhẵn hơn được á. Cá đó ngon quá nhưng mà không mua ăn được rồi. Không hấp được chứ phải hấp được mua. Trời ơi cá nhìn cũng tươi gói luôn. 6 đồng một ký. Cá này cũng 6 đồng luôn. Trời ơi cá nhìn ngon. Cả nhà con quá trời luôn. Cá đuối nè, 16 đồng ký nè. Nói chung là ở đây là tươi thôi, chứ còn rẻ thì không có gì mấy. Hoa bạc luôn. Tươi thì có tươi, quá trời tươi thiệt luôn. Về quay vòng cái xong rồi coi mua gì. Rồi nè, tép tươi luôn nè. Nè, tép này tép tươi luôn nè anh. 2 euro là 2 đồng 6, là 100 gram, vậy 26 đồng 1 ký.
26 đồng một ký. Không phải tươi đâu. Tươi hả? Tươi, tép còn sống mà. Tép tươi 26 đồng một ký, này giống như mình kêu tép bạc đất hả? À. Không biết, phải đi con gelé không? Phải hỏi thử, tươi hay là đi con gelé. Thì phải hỏi. Tham bát. Ôi ơi, mấy con cơm bự. Này tọc cua, cua cơ, tọc cơ, cua, tâm hầm. Cá đập đông. Đang để mua ốc. Mua một mua ốc với mua con chim chép đi. Mua đó. Thấy con cá ba ngoài biển vô mà 16 đồng ký là rẻ mà không có đồ để hầm. Ừ. Em nói mà. Ký. Mỗi thứ ký. Mua này chiều về luộc ăn. Cái con này ở trong này, ở ngoài này lại lớn hơn con trong mình mua ta. Ừ. Đó. Ôi, 1 lít 3 đồng 6, rẻ hả? Nãy mình mua kia 4 đồng rưỡi 1 ký. 500 gram đồng 8.